Thì xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba đang có mặt trong xóm của bà con Khmer nha cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba thay mặt cho gia đình của em Trăng Emily để mà hồi hướng công đức cho bác Mạc Xin. Thì tổng cộng hôm nay là phần gạo là gia đình của em Trăng Emily gửi tặng cho bà con Khmer tổng cộng là 500 kg gạo nha. Thì gom lại được là tổng phiếu là 50 phiếu. Thì mỗi một phần gạo như vậy là 10 kg gửi đến cho bà con ăn vào gần tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu như cả nhà. Thì trước tiên phát những cái phần quà yêu thương này đến cho bà con Khmer thì Tiền với lại Hiếm Ba cũng đại diện cho bà con cảm ơn gia đình của em Trăng rất là nhiều luôn. Chúc cho Trăng lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật là hạnh phúc luôn. Rồi hôm nay dạ hôm nay là gia đình của Trăng Emily gửi tặng gạo đến cho bà con nhân dịp gần tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu. Thì gia đình của Trăng cũng chúc cho bà con mình có thật là nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng luôn vui vẻ. Dạ dạ rồi, giờ mỗi người trên tay có một lá phiếu rồi, bây giờ cho con xin lá phiếu rồi mình nhận gạo về luôn ha. Dạ rồi, cảm ơn cô Trăng nhiều. Dạ rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Dạ rồi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Cô ơi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? 72 tuổi. 72 hả? Hiện tại giờ cô làm gì không? Có làm gì đâu, không có. Ở nhà ha. Không có ai muốn làm. Dạ, dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Dạ. Bà ơi cho con phiếu luôn. Dạ. Rồi bà năm nay nhiêu tuổi bà? 75 rồi. 75 hả? Dạ. Hiện tại giờ bà có làm gì không hay là gì không? Có làm gì không được, bệnh. Bệnh nha. Ừ, dạ. Mỗi mắt để cho cháu. Rồi, dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Này em nhận ngày mai. Dạ đi không được hả cô? Dạ rồi, chúc em nhiều sức khỏe. Rồi hôm nay là gia đình của Trăng gửi tặng gạo cho bà nha. Hôm nay bà vui không? Nói hả? Hôm nay vui không bà? Vui chứ. Dạ. Gạo ăn thì vui. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cô. Dạ. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe luôn. Bà năm nay nhiêu tuổi hả bà? 56 hả? Có nhớ lộn không? 65 á. 65 á. Dạ. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ rồi, đợi con chút xíu đi ông. Đợi con chút xíu nha. Rồi. 68 nha. Đau cái giò. Bữa nay nói ha. Dạ bà còn làm gì không? Có làm gì đâu, có mình. Ở với ai? Ở mình hả? Dạ. Dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn nghe hả. Rồi, bữa nay là gia đình của Trăng gửi nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, dẫn xe em, dẫn em đi để xe đó. Xe. Cô có làm gì không cô? Có làm gì đâu, đau hoài đâu. Vậy hả? Cái chân cô hình như nó hơi bị yếu đúng không? Yếu với cái tay nó hơi run. Dạ. Cảm ơn nhiều viện nghe. Dạ rồi, gia đình em Văn chúc cô nhiều sức khỏe nha. Coi clip coi hoài. Dạ. Cô làm gì cô? Gạch. Làm gạch ha. Bữa nay được nghỉ hả? Có. Ngày đợi dính ra đi lãnh. Dạ rồi. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 69 nha. Bà còn làm gì không? Bệnh bị khớp hả? Dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Giờ mình làm gì cô? Mình đang làm gì cô? Dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Hiện tại chị làm gì chị? Làm gạch nha. Dạ rồi, em gửi luôn. Dạ. Cô làm gì cô? Cô giữ chồng bị bệnh. Chồng bệnh nha. Dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Rồi, hôm nay gia đình em Trăng gửi luôn nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Hiện tại bà ở với ai bà? Ở với con. Con hả? Thấy hình như bà cũng bệnh trong mình đúng không? Ồ, cái tay bà bị gì mà nó bị nhiều? Bị phỏng nguyên một bên người luôn hả? Dạ rồi, hôm nay gia đình Trăng gửi nha bà nha. Dạ. Dạ rồi, cô có làm gì không cô? Cô làm ở nhà với cháu. Với nhà với cháu nha. Dạ. Mỗi người nhận quà cho con xin tiếng cảm ơn nha. Dạ, dạ rồi, chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Cô có làm gì không cô? Cho má tôi qua bệnh đi nổi cô. Dạ, dạ rồi, gửi cho cô luôn nha. Dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe luôn nha cô. Dạ. Rồi, bữa nay gia đình Trăng gửi nha. Chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Em lãnh giùm trai. Mẹ. Cho mẹ hả? Mẹ đi làm hay sao? Dạ. Mẹ nó mới đẻ. Rồi. Rồi đi. Bữa nay gia đình Trăng gửi luôn nha. Dạ. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe luôn.
Rồi em gửi luôn. Cảm ơn. Rồi chúc con nhiều sức khỏe luôn. Hiện tại mình có ảnh gì không cô? Có nhà giữ cháu. Ở nhà giữ cháu nha. Dạ rồi chúc con nhiều sức khỏe. Dạ rồi chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Mình làm gì vậy chị? Hiện tại mình làm gạch hả chị? Ở đây mình đa số bà con mình làm gạch nhiều quá ha. Dạ rồi chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Hiện tại chú làm gì chú? Dạ. Con đi làm giữ cháu. Cho con xíu luôn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi xem chú phiếu luôn. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe luôn. Mình có làm gì không cô? Làm gạch không nè. Làm gạch ha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi gửi em luôn. Cô có làm gạch không? Có. Làm gạch luôn phải không? Dạ. Dạ rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi cho em phiếu luôn. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Hết hồn. Đừng làm cái gì hết. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi em gửi luôn. Dạ. Rồi con gửi ông luôn nha. Rồi cảm ơn. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe luôn. Giờ ta nấu nước. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Cô nhiêu tuổi rồi cô? Năm mấy hả? Hiện tại cô còn làm gì không? Không. Ở chừng nào ta đi nhổ cỏ cái lúa mới đi. Dạ rồi, bữa nay gia đình chăn gửi nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Rồi gửi cho ông luôn. Nổi không ông, đây con bưng cho. Được không? Tôi để đỡ đây. Dạ dạ. Còn 4 phần nữa. Ai còn phiếu đây nhận giùm con luôn nha. Đi nuôi mẹ bệnh rồi sao lắm. Vậy cho chị lãnh giùm luôn đi. Dạ dạ, 2 phiếu luôn hả? Này là một phiếu là sao chị? Của em. Một phiếu là của chị, còn một phiếu là bà chị mẹ bệnh và đi nuôi ha. Dạ rồi, vậy em gửi luôn. Bữa nay gia đình chăn gửi nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Rồi gửi thêm một phần nữa. Nổi không? Dạ. Rồi có phiếu lại luôn cô ơi. Lãnh giùm, lãnh giùm. Dạ rồi, đây cho em luôn. Dạ rồi. Rồi còn một phần nữa. Rồi của cô một phần luôn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Nổi không cô? Được không? Rồi sau thì cũng đã hết trơn luôn. Tổng cộng hết trơn luôn là 50 lá phiếu nha. Thì hôm nay là bà con comment rất là vui luôn. Thì em với lại Hiếm Ba cũng thay mặt cho bà con ở đây cảm ơn gia đình của Trân Emily rất là nhiều nha. Vì đã tặng 500kg gạo trong dịp gầm tháng 7 cho bà con ở đây. Thì cái những phần quà này thì rất là quý đối với bà con trong những lúc khó khăn. Thì em cũng chúc gia đình của chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nha. Lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye.